Tôi ghép đôi cái tai nghe Bluetooth để chế để ghép vào một cái loa máy tính này xem có được không nhá. Này ghép vào cái loa này thì có một cái tai nghe này, cái tai nghe Bluetooth này nó bị hỏng cái loa này rồi, nhưng mà cái hệ thống bắt Bluetooth thì nó vẫn hoạt động tốt, nhưng mà nó không phát, không nghe gọi được nữa. Và có một cái jack cắm như này. Ghép cái này chắc là đơn giản thôi. Đấy, lấy cái jack cắm này ra. Giờ hãng thử làm như thế này nhá. Sau khi mà nó mà bắt được ấy thì lúc đấy bắt đầu mới lắp hẳn hoi cho nó đẹp. Bây giờ là đây là hai cái cầu, nó sẽ ăn đây. Cái giắc cắm này là giắc cắm cho được hai đường đấy, lấy một đường rồi gỡ cái này ra để đấu vào đây. Xem cái thiết bị bên trong nó như thế nào, cái linh kiện bên trong này nó ít lắm, rất là nhỏ xíu như này, đấu vào cái đường loa này nè. Tất cả cái đường mạch này nó nhỏ xíu, gỡ thật khéo léo không là nó hỏng mất. Pin đây, có pin. Cái này là to nhỏ, chuyển bài. Bây giờ tôi dùng phương pháp này để nguyên cái này nhé, không cần phải gỡ nữa. Rồi bây giờ tôi hàn hàn dây vào với nhau nhá. Rồi sau khi đấu cái giắc cắm vào đây, giắc cắm này là giắc cắm kết nối hai thai này. Có bốn đường dây này, đấu vào cái đầu của cái loa của Bluetooth đấy, khởi động Bluetooth lên rồi, sau rồi cắm ở đây, cắm vào đường line của đường đường line âm thanh. Cắm vào đây. À, kết nối Bluetooth cái điện thoại này với cái Bluetooth tai nghe và cái loa lên. Mở nhạc lên xem nào.
rồi, đã kết nối Bluetooth H05 là cái này với điện thoại. Rồi mở nhạc lên. Đã kết nối thành công. Coi như đã bỏ đi, đã hỏng bỏ đi, đã kết nối với loa máy tính. Cái loa này là đúng ra là phải nó không có Bluetooth. Loa này là nó không có cái đường kết nối Bluetooth này, nó chỉ kết nối đến dây line này thôi. Nên là chế cái tai nghe này vào thì nó sẽ kết nối được Bluetooth. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy băng dính các thứ quấn và cho nó gọn ghẽ, cho nó thẩm mỹ một chút, xong là để sử dụng được lâu dài nhé. Có thể cắm vào loa này hoặc là bất cứ cái loa nào các bạn ạ, cứ có đường line này là kết nối được. Rồi sau khi làm cho nó gọn vào như thế này nhé. Đấy, gọn. Thì cắm vào nó sẽ như cái này, nó chỉ là đồ chế thôi. Nó chỉ là đồ chế thôi các bạn ạ. Nó chỉ là đồ chế thôi. Như thế là kết nối thành công. Chế kiểu này được đấy. Nếu mà bạn nào có cái tai nghe nó bị hỏng, nhưng mà đây chỉ là hỏng loa thôi nhá, hỏng loa của tai nghe thôi thì mới chế được. Chứ còn nếu hỏng cái khác thì không được đâu. Tức là cái tai nghe này nó có cái loa này, nhưng mà nó bị đứt cái dây loa này hoặc nó cháy loa thì
em mới lấy cái này, cái loa to này thay cho cái loa nhỏ này thôi. Còn cái loa to này thì nó lại có âm ly của nó riêng, nó phải có âm ly để kích âm thanh lên. Còn cái này nó chỉ là chạy được cái loa nhỏ xíu thôi, còn cái cúc thôi thì mới chế được. Cái này nó chỉ là để bắt Bluetooth, còn âm thanh khuếch đại lên nó ở cái loa to. À, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nhớ ủng hộ mình đăng ký kênh nhé. Tắt.